Chuyên mục tư vấn sức khỏe mỗi ngày xin được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người trong số chúng ta mắc chứng bệnh bị mất ngủ kinh niên. Đêm thì không ngủ được, sáng ra tỉnh dậy thì rất là mệt mỏi và làm việc thì không tập trung. Quý vị và các bạn đã thử chữa mất ngủ bằng đông y hay chưa? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phùng Hòa Bình là trưởng bộ môn dược cổ truyền Đại học Dược Hà Nội để cùng trò chuyện về vấn đề này. Xin kính chào Phó Giáo sư. Thưa Phó Giáo sư ạ, tại sao người ta lại hay mắc phải cái triệu chứng mất ngủ ạ? Mất ngủ là một cái triệu chứng bệnh mà do rất nhiều nguyên nhân khác nhau sinh ra. Người ta có thể làm việc quá căng thẳng, mất ngủ. Trong gia đình có một cái stress đó gây mất ngủ, có một bức xúc nào đó gây mất ngủ, thậm chí tắt đói có thể gây mất ngủ. Tức là rất nhiều nguyên nhân khác nhau có thể sinh ra triệu chứng mất ngủ, và mất ngủ chỉ là một triệu chứng. Chính vì thế mà hiện nay chúng ta dưới áp lực của công việc, đặc biệt là khu vực thành phố, rất nhiều người cái công việc quá căng thẳng và những cái sức ép của công việc, sức ép của cuộc sống làm người ta phải chăn trở, và sự chăn trở đó làm cho mất ngủ. Vâng ạ. Khán giả Hoàng Thị Trang ở Nam Định có hỏi là tôi bị mất ngủ liên tiếp trong 2 tuần nay, xin hỏi Phó Giáo sư là chứng mất ngủ có thể gây ra hậu quả gì ạ? Nếu ta mất ngủ lâu dài, chúng ta biết rằng là giấc ngủ chúng ta ấy, về mặt sinh lý tùy thuộc tuổi tác mà cái giấc ngủ đó là dài hay ngắn khác nhau, cái độ nông sâu khác nhau. Có người ngủ rất dài nhưng rất nông, và người ngủ vừa đủ rất sâu. Cho nên là người ta quan tâm đến nhiều là chất lượng của giấc ngủ, thời gian ngủ đủ và giấc ngủ sâu. Cái người mà đã mất ngủ thì kèm theo là gì? Vì không ngủ được, trên cơ thể luôn luôn phải có một cái năng lượng phục vụ cho cái mất ngủ đó. Và vì thế cơ thể suy sụp đi. Và khi không ngủ được thì sẽ dẫn ra rất nhiều cái suy nghĩ kèm theo. Mà suy nghĩ là có khi từ một cái suy nghĩ nhỏ thành suy nghĩ lớn, từ cái việc đơn giản thành phức tạp. Và chính vì thế mà làm cho cơ thể chúng ta trong cái suy nghĩ bị rối loạn, và cơ thể bị suy sụp đi, sức khỏe bị giảm đi. Chế độ ăn giàu protein và ít carbon hydrate rất tốt cho tim, nhưng protein cần có nhiều thời gian và năng lượng để tiêu hóa. Nếu bạn có thói quen ăn nhiều thực phẩm giàu protein vào buổi tối trước khi đi ngủ, thì vô hình chung bạn đang ép cơ thể mình phải làm việc cật lực để tiêu hóa hết lượng thức ăn đó. Bên cạnh đó thì việc uống nhiều cà phê hoặc các chế phẩm có caffeine cũng sẽ làm cho bạn khó ngủ do cơ thể bị kích thích. Ngoài ra, việc có quá nhiều ánh sáng trong không gian ngủ hay việc tập thể dục hoặc lao động nặng nhọc sát vào giờ ngủ cũng sẽ làm cho bạn khó ngủ hơn. Và một lý do nữa khiến bạn khó ngủ chính là sự lo lắng làm sao để ngủ đủ giấc. Thực tế, nếu đang lo lắng về việc ngủ, bạn sẽ căng thẳng hơn. Cảm giác không yên ổn này làm bạn không thể chợp mắt được. Một khán giả ở Hà Tĩnh có email là duynguyen23a@gmail.com thì có hỏi là chữa mất ngủ bằng thuốc ngủ Tây y có phải là sẽ có tác dụng phụ và dễ bị phụ thuộc vào thuốc hay không? Và nếu tôi muốn chữa bằng đông dược thì có thể khắc phục được những điều này hay không? Đối với thuốc Tây y, người ta dùng thuốc để giảm cái stress đi, người ta làm chữa được cái chứng mất ngủ đó, thì với 2 cơ chế. Một là cái chính là người ta làm cho ức chế thần kinh trung ương để mà cho người ta ngủ, nhưng giấc ngủ không sinh lý, một giấc ngủ hoàn toàn áp đặt. Còn đối với đông y, người ta thể dùng điều chỉnh cơ địa để ngủ. Ở những người mất ngủ mà trong thời gian rất ngắn và vì stress một cái tức thời nào đó, thì người ta thể dùng cái thuốc Tây hoặc đông y đều được cả. Đặc biệt ở những cái hội chứng mất ngủ kéo dài thì dùng Tây rất dễ lệ thuộc vào thuốc, và thậm chí người ta gọi một từ quen dùng là nghiện thuốc. Và liều dùng thì ngày càng phải tăng lên. Chính vì thế mà dùng đông y thì nó điều hòa cơ thể và sẽ tạo ra một hiệu ứng tốt hơn nhiều. Vâng ạ. Vậy thì chúng ta dùng đông y để chữa chứng mất ngủ như thế nào? Trong đông y người ta chia rất nhiều các cái thể mất ngủ khác nhau. Tôi lấy ví dụ, có người mà rất khó vào giấc ngủ, tức là không có cảm giác buồn ngủ. Điều thứ hai là thời gian ngủ rất ngắn. Ví dụ sinh lý ở cái tuổi mà khoảng thanh niên chẳng hạn, người ta phải ngủ từ 7 đến 9 giờ trong ngày đêm. Thế nhưng người ta chỉ ngủ được 5 giờ, 4 giờ thôi, có nghĩa là thời gian ngủ rất ngắn, không đủ một lượng ngủ để phục hồi sức khỏe. Thì trong trường hợp ấy, đông y thể chia là giấc ngủ mất ngủ đó là thể nhiệt, tức là thể bị kích thích, thể hưng phấn. Trường hợp thai mất ngủ là lúc nào tình trạng rất buồn ngủ, và lúc nào cũng buồn ngủ và nằm xuống cảm giác là ngủ, nhưng giấc ngủ rất nông và ngủ lơ mơ, và cứ nằm là ngủ, và ngủ càng mệt,
càng ngủ mệt thành một cái vòng luẩn quẩn như thế. Thì đông y chia đó là gì? Đấy là thể ức chế và người ta gọi là mất ngủ thể hàn. Hai phương thuốc ngược nhau. Đối trường hợp thể nhiệt thì người ta giải pháp điều trị gì? Là dùng thuốc an thần nhưng phải cộng thêm cái thuốc mà làm cho cơ thể mát mẻ đi. Còn đối với thể hàn, tức là luôn luôn lạnh mà mất ngủ, thì người ta phải dùng thuốc an thần cộng thêm với thuốc làm cơ thể ấm lên thì tự nhiên sẽ ngủ được. Vâng, như vậy là các bác sĩ sẽ phải bắt mạch và nghiên cứu xem bệnh nhân của mình họ mắc phải thể gì rồi thì mới quyết định cái cách để chữa, đúng không ạ? Chính như thế, và chúng tôi có một cái rất là tự tin để nói rằng đối đông y, nếu chữa các mất ngủ kéo dài, lâu dài thì dùng đông y hiệu quả rất là mạnh so với tây y. Còn nếu như cấp tính thì dùng tây y lại rất mạnh so với đông y. Theo đông y, các loại thảo dược, đặc biệt là trà hoa cúc có tác dụng an thần rất tốt và có thể sử dụng như một mẹo chữa bệnh mất ngủ rất hiệu quả. Hãy uống một cốc trà hoa cúc trước khi đi ngủ để có một giấc ngủ sâu và ngon. Bên cạnh đó, sử dụng mật ong trước khi đi ngủ sẽ kích thích não bộ sản sinh axit amin tryptophan, một trong hai axit amin chính thúc đẩy quá trình thư giãn, mang lại giấc ngủ ngon. Các loại thuốc và thực phẩm chế biến từ hạt sen, lá sen, củ sen cũng được người dân tin dùng. Hoặc các bạn có thể uống một ly sữa ấm vì trong sữa có hàm lượng cao vitamin và canxi, giúp tăng cường serotonin trong cơ thể, có tác dụng điều chỉnh chu kỳ sinh học của giấc ngủ. Một khán giả ở Bình Dương có email là duyenngoc76a@yahoo.com.vn thì hỏi là: mẹ tôi đã gần 70 tuổi, rất là hay bị mất ngủ, chữa nhiều cách cả tây y và các bài thuốc dân gian nhưng mà không khỏi. Theo phó giáo sư thì nên dùng phương pháp nào cho mẹ tôi sẽ chữa được căn bệnh mất ngủ tuổi già? Đối với các cụ tuổi già, chúng tôi cho rất nhiều giải pháp để chữa. Phương pháp nhất, không dùng thuốc, tức là một cái thuận lợi mà có thể chính bệnh nhân để dùng được. Chúng tôi cho rằng các cụ già, rất nhiều cụ đi chùa để tụng kinh niệm Phật, chính là cái ngồi thiền. Ngồi thiền là gì? Là thoát ly tất cả mọi cái gì bên ngoài để tập trung vào một suy một cái. Đấy là một giải pháp rất tốt. Thứ hai là có thể dùng pháp bấm huyệt để châm cứu, để kích thích, làm sao mà kích thích cơ thể, nó điều tiết được cơ thể để mà cho giấc ngủ nó tốt. Điều thứ ba là ta có thể dùng thuốc. Đối dùng thuốc thì nếu là tôi phải hỏi những câu hỏi rằng: thứ nhất là để khẳng định là mất ngủ đó thể hàn hay thể nhiệt. Ví dụ cụ người rất lạnh hay sợ lạnh hay bị nhiễm lạnh, tức là thể hàn, thì chúng tôi điều tiết cơ thể ấm lên thì tự cơ thể sẽ ngủ được. Còn nếu thể quá nóng, càng mùa hè chơi càng nóng càng mất ngủ, vậy thì trường đó thể nhiệt, chúng tôi dần làm cơ thể mát đi thì giấc ngủ sẽ vào một cách rất là bình yên. Vâng ạ, xin được cảm ơn phó giáo sư. Thưa quý vị và các bạn, những thắc mắc về cách sử dụng thuốc cũng như là các vấn đề sức khỏe sẽ được chúng tôi liên tục cùng với cả những thầy thuốc giỏi và nổi tiếng tư vấn trong chuyên mục tư vấn sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.